Con chìm xuống thì sao? Xấu ăn thịt con. Xấu ăn thịt con hả? Rồi sao nữa? Chú lấy thuyền cày vô bụng con là chảy máu luôn. Chú lấy thuyền cày vô bụng con là chảy máu luôn á hả? Dạ. Ờ, giới thiệu xe này, cái xe này là xe gì đây? Xe máy xúc. Xe xúc màu gì đây? Màu cam. Xe xúc nó có cái gì? Nó có cái gạo. Gạo đâu? Gạo đó. Gạo đó. Đó. Đó hả? Dạ. Rồi, chụp hình hai cha con nè. Gửi lên. Tập. Rồi, bấm chụp rồi. Con nói sao? Không, nó chỉ chạy lên trên cái đường này thôi. Chạy trên đường này nè. Để nó múc vật liệu lên đó. Trời ơi, xe máy xúc nó bự. Hai vợ con đang ở đâu đây? Đang ở đây. Đang ở giữa bờ sông. Đang ở bờ sông hả? Hai vợ con đang làm gì đây? Đang coi bờ sông. Coi bờ sông hả? Bờ sông có cái gì? Có rất là nhiều thuyền. Có rất là nhiều thuyền hả? Mình coi thuyền chạy qua chạy lại nha. Đó đó, cái thuyền nhỏ đang vượt lên cái xà lan bự. Cái thuyền nhỏ đang vượt lên cái xà lan bự hả? Thuyền nhỏ có con mắt không? Có. Nhìn cái thuyền nhỏ này mắc cười lắm nè. Con mắt con thuyền nhỏ này nó chìm xuống dưới nước rồi nè. Có hả? Ừ. Con thấy con mắt nó chìm dưới nước không? Thấy. Cái thuyền nhỏ này nó vượt qua. Chị tắm, tại vì chị tắm trên cái thuyền luôn đó. Con thấy không? Thấy. Đó. Đó, chị làm gì đó. Đó hả? Ừ, mẹ chị đang tắm với chị trên cái thuyền luôn đó. Còn cái thuyền này bự này chở gì đây? Chở container. Đúng rồi, thằng bự chở container. Đố ba siêu, tại sao trên chiếc thuyền nó lại có rất là nhiều cái bánh xe? Tại trên thuyền nó khó ngỏng á. Hả? Tại thuyền nó ngỏng á. Không phải, nó có nhiều cái bánh xe là để nó đừng có va chạm với những cái thuyền khác á. Khi nó chạm vô là có bánh xe nó ngăn cách ra. Con biết không? Biết. Tắm xong. Cái rau này nè. À, cái rau này tắm xong á hả? Cái rau đó mọc ở trên sông luôn mà. Rau đó mọc trên sông hả? Ừ. Ba ơi, thấy thuyền này dài không? Dài quá trời dài luôn. Dài quá trời dài, thương thuyền kia luôn hả? Ừ, dài hơn cái thuyền kia luôn. Dài hơn cái thuyền đó luôn hả? Đúng rồi. Con biết tại sao có thuyền nó cao thì là cao, thuyền thấp thì là thấp không? Tại vì cái thuyền thấp thì là thấp này nè, là nó chở hàng rồi cho nên nó chìm xuống, nó nặng, nó chìm xuống á. Còn những thuyền cao thiệt là cao là thuyền nó trống, nó không có hàng gì hết. Thuyền này nó đầy hàng nè, cho nên nhìn nó thấp thiệt là thấp nè. Thì nó chạy nó êm ả quá siêu ha. Dạ. Chạy thì nó chạy sao? Thì nó chạy kêu 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 vậy đó. Dạ. Chạy rào 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 vậy ha. Dạ. Mệt quá. Đó, đó chạy đó. Rồi con nói sao? Nhảy xuống là cá sấu ăn thịt con. Nhảy xuống là cá sấu ăn thịt con á hả? Dạ. Thôi mình đừng có nhảy xuống nha. Dạ.
Sâu lắm. Con có biết bơi không? Ba thấy thấy cái răng của con cứng không ba? Đâu đưa em răng ra ba coi. À, răng con cứng quá. Tại sao răng con cứng vậy? Tại vì răng đánh răng vỡ nên răng con nó cứng á. Vậy á hả? Dạ. Còn nếu con làm biến đánh răng thì răng con bị gì? Bị sâu. Bị sâu hả? Dạ. Vậy là ngày con đánh răng mấy lần? Ừ, 3 lần với 2 lần lần luôn. 3 lần với 2 lần luôn hả? Dạ. Con đánh răng lúc nào với lúc nào? Lúc này luôn. Đâu lúc nào đâu? Lúc này nè. Lúc nào nữa? Lúc này luôn nè. Lúc mới ngủ dậy con đánh răng không? Có. Rồi, trước khi ngủ con đánh răng không? Có. Vậy là một ngày mình đánh răng 2 lần đó. Úi, nhìn cái tàu đó kìa, nhìn cái tàu đó nó kéo cái thuyền kìa. Cái tàu nó kéo xà lan kìa. Đâu? Đâu? Đó, đang kéo tới. Ngồi đừng ngồi dưới đây, ngồi em lát nó tới đây à. Lát nó kéo tới đây mà. Nè, cái xà lan đó là xà lan trống á, nó không có chở gì hết, cho nên nó nổi thiệt là cao lên bằng nước đúng không? Còn cái xà lan mà nó chở nặng á là nó sẽ chìm rất là nặng xuống dưới mặt nước. Đó, xà lan kia là nó chở nặng kìa. Đó, xà lan đằng xa là nó chở nặng. Lát để hai chiếc xà lan tới gần đây rồi mình coi nha. Bà chỉ cho nha. Đó, cái tàu này là kéo chiếc xà lan rỗng cho nên cái xà lan nó rất là cao so với mặt nước á. Đúng không? Mặt nước nó thấp, xà lan tuốt ở trên cao ha. Đó, còn bên cái tàu này nè, đó là cái mực nước nó thấp mà cái xà lan nó sát ở mực nước luôn. Cái tàu này nó có con mắt không? Không. Nhìn lại coi. Con mắt không? Có hai con mắt mà, một con mắt bên trái, một con mắt bên phải. Mà tại con nhìn ở đây cho nên con thấy có một con mắt thôi. Chứ tàu nào cũng có hai con mắt hết. Hôm nay nặng không? Hả? Nặng không ba? Cái tàu này đang kéo cái xà lan rỗng cho nên nó không có nặng, nó nhẹ. Đó, xà lan rỗng nó bự không? Cao hay là cao luôn ha? Bự hơn nhiều chứ. Bự hơn rất là nhiều xe ô tô luôn. Bự hơn xe chở container không? Bự. Wow, xà lan nó bự quá. Xà lan nó bự quá. Bách quá, thấy xà lan này dài không? Xà lan này dài quá. Xà lan này dài quá. Quá, xà lan này nó không có bánh xe ở đây vậy? À, tại xà lan này nó bự quá cho nên là nó không có bánh xe. Chứ cái thuyền thì nó nhỏ nên thuyền nó có rất là nhiều bánh xe đó. Đó. Còn cái chiếc bên cạnh, chiếc xà lan bên cạnh đó là nó đang chở hàng, nó đang chở đá đó. Con thấy đá trên cái xà lan không? Thấy. Nó đang chở đá rất là nhiều cho nên nó nặng, nó chìm xuống dưới sông đó. Xà lan này nó có hai con mắt nữa đó. Nó nặng, nó chìm xuống dưới sông luôn ha. Bắt với nhiều mém nữa là nó chìm xuống dưới sông nè. Mém nữa là nó chìm xuống dưới sông luôn hả? Dạ. Nè mẹ chìm nè. Mẹ chìm cây xuống gãy đúng rồi, chìm xe này xuống rồi không có gãy đâu. Vậy á hả? Thuyền này cứng lắm. Thuyền này nó cứng lắm, thuyền này làm bằng sắt mà. Thuyền này là nó xuống làm bằng sắt cứng lắm hả? Ừ. Ủa, nặng quá trời nặng luôn. Ừ. Đố ba siêu thấy chú lái thuyền, chú ngồi ở đâu? Ở trong kia. Đâu chỉ ba coi. Kìa đó. Đâu? Chú đóng qua lại chứ vô đá chú ngủ rồi. Đâu phải, chú phải vừa lái thuyền chứ đâu ngủ được. Chú ngủ là cái thuyền nó tâm vô cái cầu sao? Chú ngủ là cái thuyền nó tâm vô cái cầu mà. Rồi đố ba siêu cái thuyền này chở gì? Rồi cái thuyền này chở con gì, nhanh. Chở chú.
Nè nè, ở trong cái thuyền nó chở con gì? Ba thấy thuyền mày chạy văng nước lên không ba? Đúng rồi, chạy văng nước lên. Nhưng cái thuyền này chở con vịt nè. Đó, thuyền chở quá trời con vịt luôn. Con thấy con vịt không? Thuyền nữa đâu? Đó, thuyền nữa đang tới nữa đó. Con thấy cái sóng không? Đó, thuyền chạy qua cái sóng quá trời luôn ha. Thuyền này chở cái gì? Chở trái gì? Trái nhộng. Chở trái chuối. Chở trái nhộng. Trái gì? Trái nhộng. Trái nhộng là trái gì? Trái nhộng là trái nhộng. Không nói tầm bậy. Trái nhộng. Ôi, trời sóng quá trời sóng luôn nè. Wow, cái thuyền kia chở nhiều container quá à. Bà Siêu thấy chim bay không? Nè, chim bay quá trời nè. Chim bay như siêu nhân vậy hả? Chim bay như siêu nhân vậy hả? Dạ. Chim nó bay như chim chứ. Chim nó bay như siêu nhân hả? Dạ. Nhưng mà đâu phải siêu nhân nào cũng biết bay đâu. Ủa, siêu nhân ở trong phim coi á, cô là siêu nhân đó. Siêu nhân Super Girl hả? Dạ. À. Đó, cái thuyền nó tới đó. Bự chưa? Bự. Thuyền chở gì? Thuyền chở xe container. À, thuyền chở container. Thuyền chở xe, thuyền chở container. À, thuyền chở xe máy với thuyền chở container. Đúng rồi. Kia có xe máy xúc nữa hả? Xe máy xúc kia màu gì? Màu vàng. Và xe máy xúc ở đây màu gì? Màu cam. Rồi hay. Mình coi thuyền chút xíu nữa rồi mình về hả? Đó bá siêu thuyền nó màu gì? Màu xanh lá cây. Đố bá siêu tại sao mấy thuyền đa phần là màu xanh lá cây? Tại sao thuyền khùng quá nên màu xanh lá cây? Nó thích chạy nó xấu nên nó màu xanh lá cây á. Không phải đâu, tại vì ở dưới sông này nó có rất là nhiều rêu, cho nên là những cái rêu mà nó bám lên cái thân thuyền nó sẽ màu xanh lá cây luôn, cho nên người ta làm màu xanh lá cây nó sẽ sạch hơn, nhìn nó đẹp hơn, không thấy chỗ rêu nó bám. Chứ nếu là màu trắng là thấy rêu nó bám nhiều lắm, xấu quá à. Thuyền này màu gì? Thuyền này màu xanh lá cây luôn. Ờ, đa phần mấy thuyền là đều màu xanh lá cây hết. Để cho rêu nó bám vô á, là người ta không có thấy. Biết chưa? Biết rồi. Nó che bờ sông vậy. Sao cái nắng nó che bờ sông vậy là sao? Con chỉ đâu hỏi bà coi. Đó. Mây hả? Tại sao mây nó đen á hả? Dạ. Tại vì trời sắp mưa rồi nè. Cái mây nó xung quanh nó gom lại đó. Tại trời sẽ mưa rồi, cái mây nó xung quanh nó gom lại hả? Nó gom lại, nó che mặt trời lại luôn, nó che sông lại luôn. Nó gom lại, nó che mặt trời lại, nó che sông lại luôn hả? Ừ, xong rồi mưa nó đổ cái ào xuống. Xong rồi mưa cái, nó đổ cái ào xuống luôn bà. Xong rồi hai cha con bị gì? Xong bị ơi ướt. Có sợ bị mưa ướt không? Sợ. Chở gì ba không biết nữa, tại chú che lại hết trơn rồi. Tèn. Tèn là
cái thuyền nó đang kéo cái gì? Đang kéo cái sông đẳng công. Thuyền đang kéo cái xà lan. Cái xà lan đó, xà lan đó là đầy hàng hay là không có hàng? Hả? Xà lan đó nó đang nổi hay đang chìm? Đang chìm như mẹ của ba. Xà lan nó đang nổi trên mặt nước cho nên là cái thuyền nó kéo đi, nó đang nổi nó cao quá mà. Đúng không? Nó cao cái thuyền đâu có thấy đâu, cái thuyền nó phải kéo ở phía trước. Còn khi mà xà lan mà có chứa hàng á là nó chìm xuống thì cái thuyền nó phải đẩy về phía sau, nó mới có lực đẩy, nó hiểu chưa? Dạ hiểu, nhưng mà bị nó kéo vậy. À, chú đang ngồi trên bờ như hai cha con mình vậy nè. Xong cái chú sướng quá, chú đá chừng ra cái rớt cái dép xuống, cái chú không có lấy được á. Không có lấy được hả? Ừ, cái dép chú trôi lên bờ luôn. Có hỏi sao chứ? Hai cha con đá vậy nè, xong cái dép hai cha con không? Có, con đá mạnh là dép con nó bay xuống sông luôn. Nó mất tiêu chiếc dép luôn. Con đá mạnh là nó bay xuống sông, nó mất tiêu khi em. Đúng rồi. Trời mưa sắp tới đây chưa? Chưa. Nhưng mà mây đen thui nè. Đó. Đó. Hết thuyền này rồi. Hết cái thuyền này rồi về hả? Coi hết thuyền này rồi về hả? Siêu ngủ chưa Siêu? Ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Chút Siêu cũng rồi. À, ngủ được. Con còn sốt không Siêu? Không hả? Dễ chịu rồi hả? Rồi con ngủ đi.